Tại Thánh Martino là đấng giàu lòng nhân ái. Hỡi những ai khổ đau hay đến với Ngài, nguyện Thánh Martino Ngài sẽ nâng đỡ uy an. Suốt tháng năm sẽ luôn sống yên lành. Ngài đem yêu thương đến cho đời, Ngài đem ơn Chúa xuống cho người, rọi muôn ánh quang chiếu soi cho cả nhân thế. Ngài như sao mai sáng đêm trường, rọi soi cho con bước trên đường và nên chứng nhân Chúa cho trọn niềm tin. Xin kính chào quý cộng đoàn. Đã đến giờ chúng ta cùng với Thánh Martino dâng tất cả những tâm tình, những biến cố, những băn khoăn trăn trở trong cuộc đời chúng ta, và nhất là cơn đại dịch bệnh này. Xin Chúa nhờ lời chuyện cầu của Thánh Martino chúc phúc lành và ban bình an cho tất cả chúng ta. Mời cộng đoàn đứng. Xin cộng đoàn cùng chúng con hiệp lời cầu nguyện dâng những ý khấn hôm nay. Xin Chúa xua tan dịch bệnh. Xin cho các bệnh nhân đang điều trị bệnh COVID chóng bình phục. Xin cho các nhân viên y tế được luôn mạnh khỏe, lòng nhiệt thành quảng đại, tận tâm phục vụ các bệnh nhân. Xin an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách trong cơn đại dịch. Xin cho những người nghèo,
trẻ em mồ côi, những người già không nơi nương tựa, tìm được sự giúp đỡ từ những tấm lòng bác ái. Xin ơn bình an, xin ơn như ý, xin ơn hoán cải. Cầu cho linh hồn Rosa, một gia đình xin cho linh hồn Maria, một gia đình xin cho linh hồn Damin và Maria, và một gia đình xin cho linh hồn Yuse và Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con lòng ân chan chứa, trao dồi cho đấng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đôi nghe lời con thiên tha, tình thương mến ấu con ngày đêm, nhuần thân xác hồn tràn lan ơn thiên. Mời con đoàn quỳ. Lạy Chúa, con tin thần có một Đức Chúa Trời là Đấng Thượng Phàn vô cùng. Con lại tin thần Đức Chúa Trời có ba ngôi, mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nan chịu chết mà chuộng tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng thông minh và chân thần vô cùng, đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng, xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng, đã phán hứa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lạy vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con và cho con Chúa ra đời, chịu nan chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, khi con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con, chê hết mọi sự con, dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa, khi con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen. Mời cộng đoàn cùng hiệp thông khấn tuần 9 ngày. Tuần cửu nhật kính thánh Martin, ngày thứ bảy tinh thần hy sinh của thánh Martin. Thánh Martin là người can trường, không quản ngại sự khó nhọc vất vả. Người không biết viện lý do khó nhọc hoặc yếu đuối để thoái thác phần sự như chúng ta. Sau khi làm việc vất vả, người tìm đủ lý do để hãm mình, ăn chay, đánh tội, cầu nguyện cho mình, hy sinh cho kẻ khác. Nếu một đấng thánh lừng danh như thế còn sẵn sàng hy sinh để đền tội mình, thì chúng ta nghĩ sao?
chúng ta đã phạm bao nhiêu tội tày trời, xúc phạm đến Thiên Chúa, nhưng chúng ta đã làm gì để tạ tội đó? Lạy Thánh Martin, nhìn vào đời hy sinh của người, chúng con từ sâu hồ, đời người đầy gian nan, đau khổ và hy sinh. Đang khi đó chúng con chăn lanh sự chịu khó ham mình và những gì phạm đến thân xác chúng con. Nhưng từ nay trở đi, chúng con quyết tâm noi gương người trong sự ham mình, bỏ ý riêng, chiến đấu với tình dục, tránh xa những nơi người hoặc sự gì có hại cho linh hồn. Xin cầu cùng Chúa Giêsu chịu đóng đinh và Mẹ Maria sầu bi, cho chúng con được can đảm lăn mình vào mặt trận chiến đấu với ma quỷ, xác thịt và thế gian cho đến thắng lợi cuối cùng. Vì Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen. Mời cộng đoàn ngồi. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nơi Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội,
khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho các linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta nghe tin mừng. Tin mừng theo Thánh Gioan. Tại hội đường Ca-phác-na-âm, Đức Giêsu đã tuyên bố: ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời. Nghe vậy, nhiều môn đệ của người liền nói: lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang sầm sì về vấn đề ấy. Người bảo các ông: điều đó anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư? Vậy nếu anh em thấy con người lên nơi đã ở trước kia thì sao? Thần khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống. Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả thật, ngay từ đầu Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Người nói tiếp: vì thế Thầy đã bảo anh em, không ai đến được với Thầy nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo người nữa. Vậy Đức Giêsu hỏi nhóm 12: cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Ông Simon Phêrô liền đáp: thưa Thầy, bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mời cộng đoàn ngồi. Kính thưa cộng đoàn, có những lúc con cái không hiểu được lòng bố mẹ. Có những lúc bố mẹ không cảm thông được với con cái. Và khi như vậy thì có sự căng thẳng giữa bố mẹ với con cái. Con cái thì ở dưới gào ầm lên, bố mẹ không hiểu được con. Còn bố mẹ ở bên trên nhìn xuống, bảo rằng con nhà mất dạy. Đấy, cái sự căng thẳng với nhau. Cái tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa nhiều khi cũng căng thẳng lắm. Tin mừng chúng ta vừa nghe là một sự căng thẳng giữa Đức Giêsu và các môn đệ. Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu nói với các môn đệ và dân chúng: ai ăn thịt tôi và uống máu tôi thì có sự sống đời đời. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay mình nghe cái điều này nó quen quá rồi, mình không thấy đó là vấn đề. Nhưng mà các môn đệ và người Do Thái ngày xưa,
Khi nghe như vậy thì người ta không chịu được. Làm sao mà ăn thịt Đức Giêsu, làm sao mà uống máu Đức Giêsu được? Bây giờ phải ăn thịt và uống máu Đức Giêsu vì có sự sống đời đời. Họ không chấp nhận được và họ sầm sì nói với nhau, lời này chướng tai quá, không nghe được. Thế là thôi, từ từ bỏ đi. Nhóm 72 người bỏ đi, rồi dân chúng bỏ đi. Quay đi quay lại còn nhóm 12. Đức Giêsu hỏi các tông đồ, cả anh em nữa, anh em cũng định bỏ đi hay sao? Phêrô trả lời một cách dứt khoát và tuyên xưng niềm tin của mình. Ai trong chúng ta cũng thuộc, bỏ thầy, con biết đến với ai? Vì chỉ có thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn, tại đền thánh Martino này đã từng gặp những người thất vọng, ngã lòng trông cậy. Ở đây các thầy ngồi tòa khấn thì biết rõ như thế, phải không ạ? Có nhiều người tới tâm sự, thưa cha, con bỏ xưng tội mười mấy năm nay rồi. Hỏi sao vậy? Con đau ốm quá, con xin thánh Martino chữa cho con lành bệnh, ngài không chữa. Con dỗi, mười mấy năm nay con không đi xưng tội. Có những người như vậy. Có những người ngồi xe lăn tới, thưa cha, bao nhiêu lâu nay con không đi nhà thờ, cha. Hỏi sao vậy? Con đau ốm, con xin thánh Martino chữa cho con, ngài không chữa. Con dỗi, con không đến nhà thờ nữa. Rồi có những trường hợp bao nhiêu ảnh tượng trong nhà đập nát hết. Từ từ tìm hiểu ra mới biết là con nghèo quá. Con xin thánh Martino cho con được giàu có một chút, đỡ phải lo lắng cuộc sống hiện tại một chút. Nhưng mà ngài không chấp nhận. Dỗi ngài, bao nhiêu tượng ảnh trong nhà đập nát hết. Ngã lòng trông cậy. Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu hỏi nhóm 12, cả anh em nữa, anh em cũng định bỏ đi hay sao? Thưa cộng đoàn, nhiều khi mình cũng thất vọng, nhiều khi mình cũng ngã lòng trông cậy vì những lời cầu nguyện của mình không được Chúa đoái thương. Những cái lời tha thiết nguyện xin của mình chẳng có cao sang gì cả, chẳng có xa vời gì cả. Con xin Chúa cho bố mẹ con được mạnh khỏe, mà bố mẹ con chẳng được mạnh khỏe gì. Rồi mẹ con mất, bố con mất. Lạy Chúa con xin Chúa ban cho con được mạnh khỏe, mà Chúa lại để cho con ốm đau lâu, ốm dài như thế này. Bao nhiêu là băn khoăn, bao nhiêu là trăn trở, bao nhiêu là khó khăn, bao nhiêu là thử thách những trông chân của cuộc đời. Hôm nay Đức Giêsu hỏi mình, con có bỏ đi hay không? Mỗi người chúng ta, mình có mạnh mẽ, can đảm, tuyên dương đức tin như thánh Phêrô hay không? Bỏ thầy, con biết đến với ai? Không có một người cha, một người mẹ nào muốn con của mình long đong lận đận cả. Không có một người cha, người mẹ nào muốn con của mình ốm đau cả. Không có một người cha, người mẹ nào muốn con của mình nó lân đân vất vả trông chân trong cuộc đời này. Bố mẹ nào cũng yêu thương con của mình và mong muốn cho con của mình được hạnh phúc, mong muốn điều tốt đẹp cho con của mình. Và càng những đứa ốm đau, càng những đứa vất vả, càng những đứa khốn khổ trong cuộc đời, thì bố mẹ càng xót xa, càng yêu ái và càng yêu thương hơn. Thưa cộng đoàn, trong những cơn đại dịch này, có thể gia đình của quý vị đang gặp những sự khó là có người trong gia đình đã qua đời vì dịch bệnh. Có gia đình, có nhiều người đang lâm cảnh bệnh tật. Có những người đang nhiễm bệnh, nhiều cái gian truân, nhiều cái khó khăn, nhiều thử thách trong cuộc đời. Thế nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi tất cả chúng ta đâu.
Ngài vẫn có đấy, Ngài đang hiện diện đấy, Ngài đang bồng bế chúng ta trên đôi tay của Ngài. Điều quan trọng là chúng ta có nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện, Ngài yêu thương, Ngài vỗ về, Ngài nâng đỡ chúng ta hay không? Thiên Chúa đang nâng đỡ chúng ta qua những anh chị em của mình, qua những người thân của mình, qua những cái người chúng ta gặp gỡ trong cuộc đời. Có thể là các y bác sĩ, những thiện nguyện viên, những người đã hết lòng hết sức cứu chữa chúng ta. Có những người xả thân phục vụ cuộc đời này, phục vụ đồng loại. Họ phục vụ chúng ta một cách nhân không trong cuộc đời này. Thiên Chúa dùng họ để nâng đỡ, ủi an chúng ta. Điều quan trọng, mình có nhận ra tất cả những biến cố xảy ra trong cuộc đời, trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa hay không? Chớ gì mỗi người chúng ta đều nhận ra Thiên Chúa yêu thương mình. Cho dẫu cuộc đời của mình gian truân vất vả, cho dẫu cuộc đời của mình ốm đau bệnh tật, cho dẫu cuộc đời của mình như thế nào chăng nữa, thì Thiên Chúa vẫn có đấy. Ngài đang hiện diện trong cuộc đời của mình. Ngài đang yêu thương mình. Vì thế, chúng ta đừng ngã lòng trông cậy, mà luôn luôn vững lòng tin tưởng, tín thác cậy trông vào Thiên Chúa. Chính vì lòng tin tưởng, tín thác cậy trông vào Thiên Chúa mà tất cả anh chị em chúng ta đang hiệp thông trong giờ khấn này, xin Thánh Martino chúc lành, nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng ta, nâng đỡ lòng trông cậy của chúng ta, nâng đỡ lòng mến của chúng ta, để chúng ta mãi mãi kiên trung vào tình yêu của Đức Kitô như Thánh Martino, mãi mãi cậy trông vào Thiên Chúa và kính mến Thiên Chúa như Thánh Martino. Cảm ơn cộng đoàn. Mời cộng đoàn chúng ta cùng quỳ. Lạy Thánh Martino đầy lòng hy sinh và hãm mình, xin cùng chúng con dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, trong những ngày tháng dịch bệnh này, chúng con phải chịu đủ thứ khó khăn và thử thách. Biết bao lắng lo phiền muộn cứ vây bùa lấy chúng con và như muốn làm chúng con kiệt sức. Chúng con bế tắc và như muốn thốt lên rằng: Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, Ngài đành bỏ mặc con sao? Nhưng lạy Chúa, chúng con vẫn luôn tin tưởng vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Xin gia tăng lòng can đảm và sức chịu đựng nơi chúng con, để chúng con mạnh mẽ, sống là một Kitô hữu như lòng Chúa mong ước. Xin thánh hóa và chúc lành cho những việc hy sinh của chúng con. Xin cho những hy sinh mà chúng con phải chịu được trở nên hy tế nối dài của Đức Kitô. Từng ngày chúng con sống, mọi sự khó chúng con chịu, mỗi việc chúng con làm, xin hiến dâng và kết hiệp cùng Thánh Giá Chúa Kitô mà đền thay cho tội lỗi nhân loại. Lạy Chúa, chính trong những lúc đau thương và bế tắc này, Chúa mời gọi mỗi người chúng con phải có một trái tim biết thương xót và rung cảm trước những nỗi đau quằn quại của những anh chị em chung quanh. Qua những khó khăn hôm nay, chúng con lại tìm được một tấm lòng khắc khoải với những khó khăn và túng thiếu của anh chị em mình. Qua những hy sinh hôm nay, Chúa cho chúng con nhìn thấy những vết thương lòng cần được băng bó. Qua những khốn khổ hôm nay, Chúa cho chúng con nghe thấu những tiếng kêu tuyệt vọng từ kiếp người lầm than. Vì vậy, từ hôm nay,
chúng con sẽ mặc lấy tinh thần của Đức Kitô chịu đóng đinh. Chúng con sẵn sàng đón nhận mọi khó khăn và thử thách mà Chúa cho xảy ra trong cuộc đời, như là những cách thức chứng tỏ sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời chúng con. Vì những ai cùng chết với Đức Kitô thì cũng sẽ được sống lại với Ngài trong ngày sau hết. Lạy Chúa, xin đồng hành cùng những hy sinh của chúng con. Amen. Giờ đây xin kính mời cộng đoàn chúng ta cùng thinh lặng một chút. Chúng ta hướng lòng về Thánh Martino, cùng với Ngài dâng tất cả những băn khoăn trăn trở, những khó khăn, những thử thách trong cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa đoái thương đón nhận. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Thánh Martino rất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của người, chẳng những che chở các anh em tôn nghèo, mà lại cả những tu vật ngoài đồng. Thật là gương huy hoàng của đấng bác ái. Chúng con kính mừng và cầu khấn người, từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhầm lời anh em tung nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước các nhân đức người, mà yên vui trong địa vị Chúa đã đặt, và được mạnh mẽ can đảm, và thánh gia theo chân Chúa cứu thế và mẹ sầu bi, sau ấy được về nước thiên đàng, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen. Chúng con nguyện xin Thánh Martino, người là gương sáng soi của lòng nhân ái, thua bình sinh bởi lòng thương xót vô bờ. Người đã giang tay ôm ấp những người khổ đau, thì ngày nay trên trời vinh hiển cao sang, người hay thương nghe muôn tiếng chúng con khẩn cầu. Chúng con nguyện xin Thánh Martino, người là cha những kẻ khó nghèo đau yếu, lấy tình thương xoa dịu những nỗi u buồn, và hãy ban ơn cho hết mọi người kêu xin, đưa mạnh sức đêm ngày vui đón hy sinh, và luôn noi theo gương sáng các nhân đức người. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Toàn Năng, chúng con đang họp nhau cầu nguyện, tha thiết này xin cho cơn dịch bệnh mau chấm dứt,
Lạy Chúa Cha giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi diệt binh đang hoành hành. Xin cùng cô đứng tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tin thác vào tình yêu quan phòng của Cha. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất, là vì lương y đầy quyền năng và lòng thương xót, xin thương cho các bệnh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trân và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quảng đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chuyên cầu, xin Chúa nhậm lời chúng con. Amen. Con cảm ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hàng gìn giữ con, hàng che chở con, lại cho ngôi hai xuống thế làm người. Chuộc tôi chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chiêu nhiều ơn nhiều phép hồi thánh nữa, mà đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành. Lạy cứu lấy con, kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước thiên đàng cảm ơn Đức Chúa Trời thế nào, thì con cũng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa, con cảm ơn như vậy. Amen. Chúng con trông cậy trên thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ che chớ bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiện vinh sáng lang. Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen. Lạy ra thánh trái tim Đức Chúa Giêsu, thương xót chúng con. Lạy trái tim cực thanh cực tình ra thánh Đức Bà Maria, cầu cho chúng con. Lạy ông thánh Giuse là bạn thánh sanh Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, cầu cho chúng con. Lạy thánh Đa Minh và thánh Martino, cầu cho chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta cùng tạ ơn Chúa. Cảm ơn Đức Mẹ, cảm ơn Thánh Martino. Xin Chúa chúc lành, ban bình an cho tất cả anh chị em chúng ta. Chúc anh chị em một đêm an giấc và bình an trong tình yêu Đức Kitô, Mẹ Maria và Thánh cả Giuse. Chúng ta sẽ gặp nhau vào tối ngày mai lúc 7 giờ 30 tối. Chúc anh chị em luôn được bình an. Tạ ơn Chúa. Xin kính chào cộng đoàn.